Thưa quý vị, giai đoạn phục hồi hậu Covid-19, sau gần 2 năm, tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều giải pháp tăng cường thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh đã khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, dần lấy lại đà tăng trưởng sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là thương mại điện tử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh quảng bá thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, qua đó đưa các mặt hàng có thế mạnh của địa phương tiếp cận với người tiêu dùng của nhiều vùng miền trên cả nước, nâng cao hiệu quả kết nối giữa các nhà sản xuất, nhà phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Một cái sản phẩm mà muốn được ra thị trường thì ngoài cái việc là chất lượng sản phẩm phải thật sự tốt, phải mang lại cái giá trị thật sự cho người sử dụng, thì bên cạnh đó chúng tôi rất cần cái thương hiệu của mình được lan tỏa, được nhiều người biết đến. Chương trình hỗ trợ hàng Việt trong năm 2023 của địa phương luôn được triển khai gắn với chủ trương thực hiện chuyển đổi số của Bộ Công Thương về công tác xúc tiến thương mại và chuyển đổi số. Năm 2023, Khánh Hòa đã phê duyệt nhiều chương trình hoạt động với tổng số tiền là gần 1,2 tỷ đồng. Giải pháp quan trọng khác là hỗ trợ, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên nền tảng trực tuyến. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu sẽ tập trung xúc tiến các thị trường trọng điểm, nhất là khu vực có ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA, đồng thời tiếp cận với những thị trường mới tiềm năng.